họ là ai vậy nhỉ? Bạn có bao giờ tự hỏi về những con người luôn mỉm cười và giúp đỡ bạn trên mọi chuyến bay không? Giữa bầu trời rộng lớn, nơi những chiếc máy bay lướt qua những tầng mây trắng xóa, trên những chuyến bay cho đầy ước mơ và hy vọng, họ hiện diện như những thiên thần với nụ cười thật tươi. Những nụ cười ấy không chỉ là biểu tượng của sự thân thiện mà còn là nguồn động viên cho hành khách. Họ là tiếp viên hàng không, những người hùng thầm lặng, âm thầm giúp đỡ cho biết bao hành trình của mọi người. Họ luôn sẵn sàng hỗ trợ từ những việc nhỏ nhặt nhất đến những tình huống khẩn cấp. Công việc của họ không chỉ là phục vụ hành khách đâu nhé. Họ còn phải đảm bảo an toàn và sự thoải mái cho tất cả mọi người trên chuyến bay. Họ còn là những người bạn đồng hành, mang đến sự an toàn, thoải mái và niềm vui cho tất cả mọi người trên mọi chuyến bay. Họ lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ hành khách vượt qua những lo lắng khi bay. Họ là người đầu tiên chào đón bạn với nụ cười ấm áp khi bạn bước lên máy bay, tạo nên cảm giác thân thiện và dễ chịu ngay từ giây phút đầu tiên. Và cũng là người cuối cùng nói lời chào tạm biệt khi máy bay hạ cánh. Họ luôn đảm bảo rằng bạn có một trải nghiệm bay thật tuyệt vời từ đầu đến cuối. Dù thầm lặng thôi nhưng họ rất quan trọng đấy, góp phần tạo nên một chuyến bay thật trọn vẹn và ý nghĩa. Họ chính là những thiên thần giữa các đám mây, mang lại niềm vui và sự an toàn cho mọi hành khách. Ít ai biết rằng đằng sau nụ cười rạng rỡ ấy là cả một quá trình làm việc đầy áp lực và thử thách. Những nụ cười ấy không chỉ là biểu hiện của sự thân thiện mà còn là kết quả của sự rèn luyện và tinh thần trách nhiệm cao. Ở trước mọi chuyến bay, họ phải đến từ rất sớm để kiểm tra mọi thứ đảm bảo an toàn cho hành khách. Từ việc kiểm tra cabin máy bay đến việc chuẩn bị các dụng cụ cần thiết, tất cả đều phải được thực hiện một cách tỉ mỉ và chính xác. Họ cẩn thận kiểm tra từng chiếc áo phao, mặt nạ dưỡng khí, chỉ cho hành khách cách sử dụng và luôn sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Những quy trình này không chỉ là thủ tục mà còn là sự đảm bảo cho sự an toàn của tất cả mọi người trên chuyến bay. Trong suốt chuyến bay, họ luôn tất bật phục vụ đồ ăn, nước uống, đáp ứng mọi yêu cầu của hành khách với sự ân cần và chu đáo. Mọi hành động nhỏ, từ việc mang đến một ly nước đến việc giúp đỡ hành khách tìm chỗ ngồi, đều thể hiện sự tận tâm và chuyên nghiệp của họ. Dù mệt mỏi, nụ cười vẫn luôn nở trên môi họ bởi vì họ hiểu rằng nụ cười ấy như là liều thuốc tinh thần giúp hành khách cảm thấy thoải mái và an tâm hơn trên mọi hành trình. Nụ cười ấy không chỉ là biểu tượng của sự hiếu khách mà còn là nguồn động lực để họ vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong công việc hàng ngày. Lịch làm việc của họ thì không cố định, bay liên tục qua nhiều múi giờ khác nhau. Đó là những cái áp lực mà không phải ai cũng chịu được. Họ phải đối mặt với chung say đồ cao, rối loạn giấc ngủ và phải luôn giữ gìn sức khỏe thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Chưa kể, họ còn phải ứng phó với những tình huống bất ngờ trên không, từ việc hành khách say xịn, quậy phá, cho đến những cơn turbulence mạnh khiến máy bay rung lạc dữ dội. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh, chuyên nghiệp và bản lĩnh, xử lý mọi việc một cách khéo léo, đảm bảo an toàn cho tất cả hành khách. Sự bình yên trên bầu trời được tạo nên từ sự tận tâm của họ. Những cái nụ cười, những cử chỉ ân cần của tiếp viên hàng không không chỉ là công việc mà còn là sự tận tâm và lòng nhiệt huyết. Mọi hành khách đều có câu chuyện riêng, tâm trạng riêng khi lên máy bay. Họ mang theo những cảm xúc, những kỳ vọng và cả những lo lắng. Có người háo hức đi du lịch, mong chờ những trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Có người lo lắng cho chuyến công tác xa nhà với những áp lực công việc và trách nhiệm đè nàng trên vai. Lại có người nhờ nhà gia diệt mong muốn được trở về bên gia đình, người thân yêu. Và trong hành trình đó, những tiếp viên hàng không như những cái người bạn âm thầm, lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ hành khách bằng tất cả sự chân thành và lòng nhiệt huyết. Họ không chỉ là người phục vụ mà còn là người đồng hành. Sự tận tâm của họ thể hiện qua từng việc nhỏ, từ việc chuẩn bị bữa ăn, đồ uống, từ việc ân cần, hối hận, lắng nghe những câu chuyện của hành khách, động viên hành khách đang lo lắng, sợ hãi, giúp họ cảm thấy an tâm hơn, cho đến việc kiên nhẫn giúp đỡ người già. Em nhớ những cái người cần sự chăm sóc đặc biệt, hay thậm chí là dọ dành các em bé đang khóc để cha mẹ chúng có thể nghỉ ngơi. Tất cả những cái điều đó tạo nên một chuyến bay an lành và đáng nhớ.
những cái giọt nước mắt đã rơi trên chiếc khăn quàng màu nắng. Chiếc khăn quàng màu nắng, biểu tượng của ngành hàng không, không chỉ là món đồ đẹp mà còn là minh chứng cho sự cống hiến thầm lặng của những người chiến sĩ trên không. Đó là những giọt mồ hôi lăn dài trên má khi họ tất bật phục vụ hành khách. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc khi nhìn thấy hành khách đoàn tụ sau những chuyến bay dài. Và cũng có thể là những giọt nước mắt xót xa khi phải đối mặt với những mất mát, đau thương trong những chuyến bay giải cứu hay những chuyến bay cuối cùng đưa người đã khuất về với quê hương. Hãy cùng chúng tôi tri ân những đôi cánh thầm lặng. Hãy dành lời cảm ơn đến những tiếp viên hàng không, những thiên thần áo xanh, những người hùng thầm lặng ngày đêm cống hiến hết mình cho ngành hàng không. Họ xứng đáng được tôn vinh, được trân trọng bởi sự cống hiến thầm lặng và trái tim đầy nhiệt huyết. Hãy nhớ rằng phía sau mọi chuyến bay an toàn và trọn vẹn là cả một tập thể cùng nỗ lực, cống hiến hết mình, trong đó có những tiếp viên hàng không, những cái đôi cánh thầm lặng giữa bầu trời rộng lớn.